Gà chưa có làm bài bài lab mới. Ngày 19 nè, hôm nay 26 ha. 7 ngày cả tuần luôn rồi đó. Hôm nay lu bu quá. Rồi, hôm nay mình tiếp tục ha mọi người. Hôm nay mình làm bài số 23 ha. Distribute file system. Thì trong cái bài lab này á thì mình sẽ hướng dẫn mọi người ha cách cài đặt và cấu hình DFS để triển khai nhiều file server chạy song song ha. Coi như là mình triển khai file server chạy song song trong hệ thống mạng nhằm mục đích là hỗ trợ cân bằng tải và cũng như là khả năng chịu lỗi cho hệ thống ha. Thì nói nôm na là mình có một cái con DC nè. Ha, domain controller ha. Rồi, con này là SV1 là đóng vai trò file server. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái file server mà nó bị lỗi hay là nó bị hư gì đó thì user chúng ta ngừng truy cập ha. Thế là chúng ta sẽ triển khai thêm một cái file server thứ hai. Và như chúng ta sẽ có hai con file server ha. SV1 và SV2. Thì để mục đích là cân bằng tải, nhiều user cùng truy cập ha, nó không có bị chậm ha. Thứ hai là ví dụ như con SV1 chết đi thì vẫn còn con SV2. Thì cái này nó gọi là distribute file system ha mọi người. Rồi, bài lab này mình sử dụng 3 máy ha. Một con DC nè. Hai con member server. SV1 và SV2 sẽ đóng vai trò là hai cái file server. Rồi, đơn giản vậy thôi. Mình bắt đầu nha mọi người. Đây đóng bớt máy này lại đi, gồm rà quá. Để mình mở cái nốt lên ha. Bước số 1 ha. Đi cài đặt DFS. Rồi, mình mở hai bài lên ha. Đây mình sử dụng ba máy ha, DC1, SV1 và SV2. Rồi, để mình top mấy cái này ha, không gài spin up đi, không sai. Đây, mình sẽ sử dụng là DC1. Đây. Rồi, reboot lại một cái. Có thể nó sẽ dính cái bài lab trước cho nên mình reboot lại. Rồi, start lên ha. Một con. Tiếp theo là SV1 và SV2. SV1 reboot. Rồi, start lên luôn. Mấy cái bước này mình không có làm trước ha. Mình làm thực tế cho mọi người trong quá trình làm lab luôn ha. Rồi mình reboot lại cái. Rồi. Xong mình start luôn ha. Rồi, sử dụng 3 máy ha mọi người. DC1, SV1, SV2. Rồi, chờ cho nó tạt chút ha. Giờ mình sẽ đi cài DFS ha. Thì để đi cài DFS cho SV1 và SV2 á thì chúng ta sẽ cho domain hai cái máy này ha. Cho hai cái máy này tham gia vào domain vietlao.vn ha. Rồi. Mình đăng nhập con SV1 trước. Đây mình làm chậm chậm từng bước ha mọi người. Rồi mình đi chỗ DNS server về DC1 ha. cba.cbl. Rồi đi chỗ DNS về. Thì muốn cho domain thì phải chỗ DNS về con DC1 ha. 254201. Đó, chỗ DNS về con DC1. Ok. Rồi, tiến hành cho domain ha. Trên setting. Cloud.vn. Rồi, administrator. Ok. Rồi, tương tự mình cho con số 2 ha mọi người, SV2. Rồi cũng tương tự ha. Refer DNS. Về
lại con DC1. Bây giờ bấm lộn. Mấy bước này nó đơn giản ha, mình làm nhanh nha mọi người. Đó, mất thời gian của mọi người thôi. Cái nào nhanh được thì mình cố gắng nhanh. Rồi, ok ha. Cho domain xong. Rồi. Giờ mình sẽ quay lại con SV1 ha. Đã đi tiến hành cài đặt DFS cho nó. Đây mình để ba con dưới luôn ha, DC1 nè, SV1, SV2. Rồi, mình lock on. Rồi bị gắt không? Rồi mình chọn order user ha mọi người. Rồi đăng nhập domain admin ha. Rồi chờ xíu đăng nhập cái ha. Thì con đi ra con SV1 này thì có hai tài khoản admin ha, một con là một cái là admin local ha, còn một cái là admin của domain. Đây mình đã nhập với admin domain ha mọi người, không có lộn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cài DFS cho con SV1 ha. Rồi server manager add-on and feature ha. Rồi cho nó refresh chút, nhanh quá nó chờ không kịp. Add-on và feature. Rồi before you begin net tới ha mọi người. Rồi net tới luôn. Kiểm tra đúng IP ha. Rồi ở đây mình kiếm một cái mục gọi là file and store service ha, mình bung nó ra. Đây, bung nó ra luôn ha. Mình kiếm cái DFS. Rồi add feature luôn. DFS replicate nè. Rồi chọn DFS namespace ha. Rồi ok. Rồi mình chọn đúng nha. Hai cái. Rồi next. Rồi next tiếp luôn ha. Install. Rồi chờ cho nó cài xong ha, rồi mình qua mình cài con SV2. Nói chung mình làm từ từ đi, nhanh quá nó rối. Rồi trong quá trình làm các bạn có thể sẽ làm nó lộn nữa. Làm từ từ từng bước. Rồi xong ha mọi người, close thoát ra. Rồi mình sẽ qua con SV2 ha. Cài DFS cho SV2. Ở đây mình log on với lại domain admin nha. Rồi mình log on với domain admin ha, cũng tương tự ha. Cài DFS cho SV2. Right, server manager, add-on and feature ha. Rồi nét tới nét tương tự nãy nha mọi người, cái này mình làm nhanh chút ha, đỡ mất thời gian của mọi người. Rồi tung ra DFS namespace. Rồi DFS replication nét nét tới luôn ha, install tương tự
tương tự cho con SV2. À, chờ chút xíu hả mọi người. Rồi, success full ha. Success rồi, đóng lại, thu nhỏ lại luôn, coi như xong ha. Mình sang bước 2. Đi cấu hình. DFS. Namespace. Space. Rồi, sau khi cài đặt giờ mình đi cấu hình ha. Rồi, mình làm trên con SV1 nha. Rồi, bung tool, mở DFS. Kiếm rồi, rồi cài nằm trong mục tiêu rồi. DFS Management ha. Management gì đó cũng đọc dễ đọc. Rồi. Rồi, trong cửa sổ DFS Management ha. Phải chuột Namespace, chọn New Namespace ha. Rồi, phải chuột Namespace, chọn New Namespace. Đây, cái này mình làm từ từ ha mọi người. Rồi, cửa sổ Namespace Server ha. Rồi, chúng ta nhập vào ha. SV1.vcloud.vn ha. Rồi, next. Rồi, cửa sổ Namespace Name and Setting ha. Rồi, chúng ta nhập vào ha, cái tên là DFS. Rồi, ở dưới là đi data đi để phân biệt ha mọi người. DFS data. Rồi, chọn tiếp Edit Setting ha. Rồi, trong cửa sổ Edit Setting chọn View Custom Permission ha. View Custom Permission. Rồi chọn Customize. Rồi trong cửa sổ Permission for DFS Data ha, chúng ta đánh dấu vào Full Control ha. Ở đây mình đang test lab ha. Ok, cho Full. Ok. Rồi, ok luôn ha. Rồi, chọn Next. Rồi, tiếp theo cửa sổ Namespace Type ha. Chọn đồ men bay nem bay ha mọi người. Con này là môi trường standalone ha. Ok, mặc định ha, đồ nem domain bay nem bay next. Rồi, cửa sổ review setting. Rồi, chúng ta chọn create ha. Rồi, success. Xanh lè rồi ha. Ok, success load hoặc ra. Đây mọi người nhìn ha. Xuyệt xuyệt vietlau.vn xuyệt DFS data. Rồi, tiếp theo ha, trong cửa sổ DFS management ha. Cùng nhà nè. Rồi, phải chuột vào vietlau.vn ha. DMS Data, chọn Sname Pay Server. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành SV2 vào ha. SV2 chấm, đây mình sẽ đi thêm SV2 vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn Edit Setting ha mọi người. Rồi cũng tương tự ha. View custom permission. Customize. Tương tự nha mọi người. Rồi chúng ta trong cửa sổ permission for DFS data ha, chúng ta chọn cột allow ha, full control. Ok.
Rồi, cửa sổ quay disk chọn OK luôn ha. Rồi, tiếp theo cửa sổ S Namespace Server chúng ta chọn OK. Rồi, chờ nó xíu ha. Namespace ha, qua tab Namespace Server. Rồi, kiểm tra có đủ SV1 và SV2 ha. Ok. Rồi, bước số 3. Chúng ta sẽ đi cấu hình DFS Replication ha. Cấu hình DFS Application. Mọi người thông cảm nha, nhiều khi gõ sai chính tả ha. Application rồi, ok, mình không để ý. Có gì mọi người thông cảm nha. Rồi, tiếp theo ha. Trên máy SV1 trong cửa sổ DFS Management ha. Phải chuột vào replicate. Chọn New Application Group. Đi kép cũng như đồng bộ với mọi người. Rồi, cửa sổ ghép đi cái sinh rút thai ha. Chúng ta chọn mặc định ha. Multi purple ghép đi cái sinh rút ha. Rồi, chúng ta chọn nét. Rồi cửa sổ name and domain ha. Rồi chúng ta gặp cái tên đi, DFS Replication. Rồi kiểm tra ha. Rồi domain Việt Lao net. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn S nha. S2 con server SV1, SV2 vào. SV1 chấm phẩy SV2. Rồi. Check name ha. Ok. Ok. Nhưng mà nó sẽ lép đi kết giữa hai con này với nhau ha mọi người. Rồi, tiếp theo cửa sổ group đi cái sinh group member. Rồi kiểm tra đủ ha, có hai server SV1, SV2 nét tới. Rồi ở đây là nó sẽ hướng dẫn chúng ta chọn cái mô hình full mesh ha, mình mặc định là mình sẽ chọn luôn cái full mesh luôn. Đây mọi người thấy cái mô hình ha, select đi kép theo kiểu này ha. Rồi nét. Rồi, ở cái mục này ha. Chúng ta sẽ chọn là replicate continuously using the specified bandwidth ha. Bandwidth là chọn full luôn nha. Rồi, next. Rồi, primary member. Chọn SV1. Rồi coi như là SV1 là primary ha mọi người. Rồi. Tiếp tới ha. Tiếp tục cấu hình tiếp. Rồi trong cửa sổ folder to replicate. Rồi chúng ta chọn S ha. Rồi. Trong cửa sổ add folder to replicate chúng ta chọn browse ha. Rồi, chúng ta chọn C ha, DFS root. Ok. Rồi, ok ha mọi người.
Rồi, tiếp theo chúng ta chọn nét ha. Rồi, tiếp theo cửa sổ local bus of DFS route ha, on order member. Rồi, chúng ta chọn SV2 ha, nó xuất hiện sẵn luôn ha. Chúng ta chọn edit. Rồi, cửa sổ edit chúng ta chọn enable ha. Rồi, local bus folder chúng ta chọn đường dẫn đến DFS route. DFS route ha. Ok. Rồi, mình thấy enable rồi ha. Rồi, chúng ta kiểm tra lại lần nữa nha. Chính xác. Rồi, nét. Làm chậm chậm nha mọi người, làm nhanh quá nhiều khi nó bị lỗi ha. Rồi, cửa sổ review setting and create replication group ha. Rồi, chúng ta chọn create. Kiểm tra lại cái. Ok ha, enable. Rồi. Rồi, thì nó đơn giản ha. Màu xanh là ok đó. Rồi, cửa sổ confirmation ha, chúng ta chọn close thoát ra. Rồi, hộp thoại replication delay ha, chúng ta chọn ok luôn. Ok. Rồi, tiếp theo. Bây giờ mình đã cấu hình xong rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ retag lại cái service nó một cái ha. Rồi, chúng ta vào tool ha, service. Rồi, kiếm cái service là DFS namebay ha. Bấm chữ D để cho nó nhanh. DFS namebay nè. Rồi ha, phải chuột chọn restart nha. Rồi, tiếp theo cái service là DFS replication ha, chọn restart luôn. Rồi, ok. Tương tự cho máy SV2 ha. Ok, qua SV2. Mình chỉ cần cấu hình trên con SV1 thôi ha. Rồi, tool service. Rồi, bung DFS ra ha. Standby nè, restart. Rồi, DFS application restart. Rồi, ok ha mọi người. Giờ mình cấu hình xong rồi đó. Rồi, bước số 4 là kiểm tra kết quả thôi. Kiểm tra kết quả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái con DC1 ha, kiểm tra kết quả nha. DC1 lên. Rồi, log on. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái tính năng cân bằng tải trước ha. Xong rồi mới kiểm tra tính năng chịu lỗi. Rồi, chúng ta qua con DC1 ha. Chúng ta mở file Laura lên ha. Rồi, chúng ta truy cập xuyệt cloud.vn xuyệt DFS data. Rồi, ok ha mọi người. Thôi mọi người cứ truy cập như thế này nè. Đó, tất cả mình truy cập cái kiểu đó thôi. DFS data ha, cái mục mình tạo trên server ha, để share dữ liệu đó. Đó. Tương tự ha. Rồi mình sẽ ví dụ mình là client ha, mình sẽ tạo một cái folder đi. Data. Rồi ví dụ đi, rồi tạo thêm một cái file ha. Doc1
Rồi mình cho dữ liệu vào ha. Hello DFS. Đó, sao lại. Rồi. Như là mình truy cập file server ha. Là DFS server đó. Rồi mình truy cập mình tạo một cái folder nè. Một cái file ha mọi người. Rồi ok. Giờ mình sẽ qua con SP1 để kiểm tra ha. Rồi mình mở Explorer lên kiểm tra nè. Hồ sơ ha. DFS root. DFS data nè. Rồi. Có dữ liệu ha. Rồi, tiếp theo chúng ta kiểm tra trên SV2 ha. Rồi. Hồ sơ DFS root data. Rồi, cũng có luôn ha mọi người. Cái tính năng này là tính năng replication ha. Đây là khả năng cân bằng tải. Thì khi mà user truy cập lên ha thì mặc định ở đây nãy mình chọn là con SV1 là primary ha. Thì con SV1 nó sẽ replication qua con SV2. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra cái tính năng chịu lỗi ha. Lúc nãy là cân bằng tải rồi, bây giờ chịu lỗi. Thì ở đây mình giả dụ con SV1 nó bị lỗi phần cứng ha, hay là nó bị sập nguồn gì đó. Ví dụ đi, mình stop nó luôn, mình stand up luôn nha. Rồi coi như là tắt ngang đó, chết rồi đó. Như gì rất là thực tế ha, chết hẳn luôn. Rồi coi như là chết một con ha. Thì mình đã stop con SV1 ha mọi người. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái DFS ha. Rồi mình qua con DC1 trở lại nè. Rồi mình truy cập lại ha. Xuyệt xuyệt việtlao.vn data DFS. Ok. Mình vẫn truy cập bình thường ha mọi người. Rồi mình vẫn truy cập bình thường nha. Dù là con SV1 đã stop rồi ha. À, stop rồi nha. Vẫn truy cập bình thường ha, dữ liệu ha. Rồi, ok. Hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người xong cái bài DFS ha. Rồi, hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo ha. Rồi, xin chào mọi người nha.